Những năm tháng không thể nào quên. Ký ức sư đoàn sông Lam. Cuốn sách được thực hiện bởi ban chỉ đạo, ban biên soạn và các bài viết của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 341, sư đoàn sông Lam anh hùng. Tập 16. Trận chốt làng xanh của tiểu đoàn 5. Bài viết của tác giả Ngô Quang Ba, nguyên là tiểu đội trưởng tiểu đội thông tin tiểu đoàn 5, trung đoàn 270, sư đoàn 341. Ngày 3 tháng 7 năm 1978, tiểu đoàn 5 đã đánh thắng cuộc tập kích của địch vào đội hình tiểu đoàn bộ. Đây là một trận thắng giòn giã của tiểu đoàn mà sau này tôi được nghe anh Hoàng Biền, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 lúc bấy giờ, nói lại là sau trận đánh đó, tiểu đoàn đã được Bộ Tư lệnh Tiền phương biểu dương và chính anh được Trung tướng Lê Trọng Tấn triệu tập về Tiền phương Bộ Quốc phòng báo cáo lại diễn biến của trận đánh. Đây là một trận thắng lớn, nhưng do địa bàn chốt của tiểu đoàn quá rộng, quân số không nhiều, khiến kế hoạch khóa chặt vòng vây giữa đại đội 7 đang chốt ở làng xanh và đại đội 6 đang chốt ở bắc làng xanh không thực hiện được, nên đã tạo ra một khoảng đồng trống gần 1 km. Chính nơi này, những tên Pol Pot còn sống sót đã có cơ hội thoát thân. Bị thất bại nặng nề, nhưng chỉ một ngày sau, được tăng cường lực lượng, địch lại tổ chức tấn công vào điểm giữa chốt của đại đội 6 và đại đội 7, uy hiếp trực tiếp bên sườn của cả hai đại đội. Hiểu rõ mối nguy hiểm này, trung đoàn lệnh cho tiểu đoàn 5 dùng đại đội 6 được tăng cường một khẩu DKZ-82 và một khẩu 12 ly 7 của đại đội 8, cùng với sự chi viện tối đa hỏa lực cối 120 ly của sư đoàn và trung đoàn, cùng một trung đội của đại đội 7 đánh tạt sườn quân địch để chia lửa cho đại đội 6 khi quân địch tấn công vào chốt của đại đội. Các bộ phận trợ chiến phải hoàn thành công tác chuẩn bị nắm địch và ngày N phải đánh chiếm bằng được điểm chốt của địch ở bắc làng xanh. Ngoài lực lượng tại chỗ của đại đội 6, trung đoàn cũng lệnh cho tiểu đoàn 4 chốt ở sườn trái của tiểu đoàn 5 hiệp đồng cùng tiểu đoàn 8 của trung đoàn 266 bắn pháo chi viện và chế áp pháo địch trong thời gian đại đội 6 tấn công. Chiều ngày 5 tháng 7 năm 1978, tôi được anh Thức, trung đội trưởng, giao nhiệm vụ lên thay cho Khánh Râu đi phối thuộc với đại đội 6. Ăn cơm chiều xong, tôi cùng một tiểu đội vận tải đưa đạn lên và đưa thương binh ở đại đội 6 về. Trong đêm tối, cả đoàn chúng tôi lần theo đường dây hữu tuyến theo hướng đại đội 6 hành quân. Mùa mưa, nước ngập trắng đồng, trinh sát đi trước cứ lần theo dây hữu tuyến mò mẫm từng bước một, vừa dò mìn vừa cắm cọc tiêu để cho người sau nhìn mà đi khỏi bị chệch hướng. Ngoài súng đạn, tôi còn đeo theo cái bồng vải sau lưng, trong đó có vài trong lá thư từ hậu phương gửi cho lính của đại đội 6 đã phải bỏ lại ở tiểu đoàn bộ cả tháng nay mà chưa chuyển lên cho anh em được. Trời cuối tháng tối đen như mực, đoàn chúng tôi mò mẫm mãi hơn 9 giờ đêm mới đến được chốt của đại đội 6. Trong đêm tối, Khánh Râu bàn giao máy cho tôi và ra về cùng tiểu đội vận tải. Chốt của đại đội 7 ở làng xanh nhô lên cao so với toàn tuyến, như là cái gai chọc vào tuyến phòng ngự bên kia của địch. Chốt của đại đội 6, nơi chúng tôi lên phối thuộc, ở giữa đội hình tiểu đoàn 5, bên phải là chốt của đại đội 5. Lên chốt cũng đã muộn nên tôi đi ngủ ngay. Tôi và Mai Xuân Trung đi số 2 cùng máy với tôi, ngủ cùng hầm với anh Hòa, quê ở Đức Thuận, Đức Thọ, Hà Tĩnh, đại đội trưởng. Sáng thức dậy, tôi quan sát thấy chốt của đại đội nằm gọn trong một phum dài khoảng 700 m, hoang tàn đổ nát, không có người. Các trung đội giờ chỉ còn lại hơn 10 tay súng, nhưng phải đảm nhiệm một hướng dài khoảng hơn 100 m. Hằng đêm anh em phải thay nhau căng mình canh gác. Ban ngày anh em lại lo gia cố công sự hầm hào do mùa mưa nước ngập
đất bị sụt lún, lại thêm bị pháo địch bắn phá. Ngày 6 tháng 7 năm 1978, các trung đội trưởng tập trung tại hầm chỉ huy đại đội, nghe anh Hòa giao nhiệm vụ chuẩn bị để rạng sáng hôm sau, ngày 7 tháng 7 năm 1978, toàn đại đội triển khai chiến đấu. Đêm buông xuống khá yên tĩnh, nằm ở hầm đại đội cùng anh Hòa, tôi và anh đều cảm thấy lo lắng vì sự yên tĩnh này. 3 giờ sáng, đại đội chỉ để lại tổ anh nuôi giữ chốt, còn tất cả lực lượng chia làm 2 mũi đánh địch. Mũi thứ nhất đánh chính diện được tăng cường một khẩu DKZ-82, một khẩu đại liên của tiểu đội 11. Mũi này do anh Hòa trực tiếp chỉ huy. Mũi thứ hai do đại đội phó Đường chỉ huy, được bổ sung hỏa lực bằng một khẩu 12 ly 7. Tôi gọi điện về tiểu đoàn để hiệp đồng về ký tín hiệu thông tin với tiểu đoàn và các đơn vị bạn. Cả đêm không ngủ được, thằng Tìm, lính tháng 11 năm 1977, quê ở Lạc Sơn, Hòa Bình, làm liên lạc của đại đội, chạy qua hầm tôi nói chuyện. Nó kể trước khi nhập ngũ, nhà nó khổ lắm, cơm không đủ ăn, không được học hành gì cả. Nó bảo tôi, xong trận này anh dạy em mật ngữ để em xin lên làm lính thông tin cùng tôi. Nhìn đồng hồ thì giờ đã hơn 2 giờ đêm, các hầm đã thức dậy để chuẩn bị luồn sâu. Đúng 3 giờ sáng, đội hình chia làm 2 mũi tiền nhập. Tôi thổi vào tổ hợp 2 tiếng, báo đã xuất quân ở đầu máy của tiểu đoàn. Thằng Khánh cũng thổi lại 2 tiếng. Như vậy thông tin đã thông suốt. Trinh sát và công binh đi trước đội hình, vừa đi vừa dò mìn. Thỉnh thoảng đội hình lại dừng lại ngồi xuống để nghe ngóng. Vài ba con chim toác toác bên bờ đất bay lên. Một vài tiếng bắn súng của ai đó đập vào bao xe, nghe lách cách. Một vài quả cối cầm canh bắn vu vơ của địch lại nổ. Tôi và Trung cùng thằng Tìm bám sát đại đội trưởng Hòa. Khoảng cách giữa chốt ta và chốt địch chỉ gần 2 km, thế mà phải lần mò gỡ mìn, bị bõm tiền nhập, phải mất gần 2 giờ đồng hồ đến 4 giờ 30 phút, 2 mũi tiền nhập của đại đội 6 chúng tôi mới vào đến vị trí quy định. Liên lạc với hướng đại đội 7, An và Tân báo về bên đó cũng đã vào vị trí. Chúng tôi thở phào, như vậy bước đầu đã an toàn. Trong lúc ngồi đợi lệnh, tôi và Trung đắp vội vài xẻng đất dựa vào gốc thốt nốt để tránh đạn bắn thẳng khi cần. Về hỏa lực, anh Hòa bố trí ở mũi thứ nhất một khẩu DKZ-82 và một khẩu đại liên tại hai vị trí dễ phát huy sức mạnh để chi viện cho bộ binh. Cách đó chừng 200 m, dựa vào thế đất, anh Nguyễn Tiến Du ở mũi thứ hai cũng đã bố trí xong khẩu 12 ly 7. Kiểm tra lại đội hình chiến đấu một lần nữa, anh Hòa quay về vị trí để chờ thời gian nổ súng. Thời gian chờ đợi ai cũng cảm giác thật lâu. 5 giờ, trời vừa hửng sáng, chúng tôi đã nhìn rõ được phung nơi mà địch đóng chốt. Tôi đeo máy vào mình, tài không rời tổ hợp chờ lệnh trên. Đúng 5 giờ 30 phút, pháo và hỏa lực các loại của ta bắt đầu bắn vào phung. Từ tiểu đoàn, anh biền lệnh cho đại đội, khi pháo chuẩn làn thì cho bộ đội xung phong. Nằm ở vị trí xuất phát, nhìn thấy đạn pháo của ta bay qua đầu, nổ trùm lên chốt địch mà thấy vui trong lòng. Tiếng nổ càng ngày càng nhiều, đình tai nhức óc. Thỉnh thoảng cũng có vài quả hụt tầm nổ cách bộ binh chúng tôi chừng mấy chục mét, lại thấy lo. Tiếng pháo vừa dứt, anh Hòa lệnh cho toàn đại đội tấn công. Một tay anh cầm khẩu K54, tay kia vẫy lên phía trước, yêu cầu bộ đội xung phong. Hỏa lực và súng bộ binh của ta nhắm hướng địch thi nhau nhả đạn. Nằm bên gốc cây thốt nốt, khi tôi đang dừng cần anten lên cao để liên lạc, thì bất ngờ một quả cối 82 ly nổ cách tôi và Trung chừng 10 mét. Bùn đất, nước bắn tung tóe. Lại may mắn không thằng nào bị thương. Quan sát thấy anh Hòa đang ở chỗ đặt khẩu DKZ, tôi đang định truyền sang chỗ anh thì có hai quả B41 của địch
nhằm bắn vào khẩu DKZ nhưng không trúng, đạn chỉ rơi gần đó. Hai mũi tấn công của đại đội 6 được hỏa lực yểm trợ tối đa, nhưng do vấp phải sự kháng cự vô cùng ác liệt của quân Pol Pot nên bộ đội phải bám từng bờ đất, từng gốc thốt nốt để chiến đấu. Ta cũng đã có hy sinh và thương vong. Từ tiểu đoàn, anh Biền liên tục đốc anh Hòa cho bộ đội phát triển. Địch chống trả quyết liệt, gần 1 giờ đồng hồ mà bộ đội ta chỉ mới phát triển được khoảng hơn 100 mét. Trong phum, địch lợi dụng công sự vững chắc, điên cuồng chống trả. Khẩu 12 ly 7 của thằng Du sau một hồi đã bắn kìm đầu được khẩu 12 ly 7 của địch, buộc nó câm họng. Lợi dụng sự chế áp hiệu quả của khẩu 12 ly 7, anh Hòa lệnh cho hai mũi phát triển lên chiếm đầu phum. Tôi thấy chức cầm khẩu đại liên trong tay, nhả đạn không thương tiếc vào bất cứ chỗ nào nghi có địch. Chức cũng thuộc dạng khỏe mà lì. Khi đội hình phát triển, một mình chức xách khẩu đại liên chạy như không. Khi hai mũi tấn công của đại đội vừa chiếm được đầu phum thì bọn Pol Pot cũng tổ chức xung phong đánh chiếm lại. Bộ đội ta lại bị địch đánh bật trở ra, vài tử sĩ đã phải nằm lại. Trận đánh quá ác liệt, bên cánh đại đội 6 giành giật với Pol Pot từng mét đất, trong khi mũi tấn công tạt sườn của đại đội 7 lại không phát triển được vì gặp phải lực lượng địch quá đông do trước đó địch đã tăng quân tiếp viện. Trước tình hình nan giải này, anh Hòa xin tiểu đoàn cho lui quân về vị trí xuất phát để pháo binh bắn chế áp. Tiểu đoàn đồng ý, hai cánh của đại đội 6 tạm lui ra. Tôi nằm chúi đầu vào gốc thốt nốt lên đài chỉnh pháo bắn. Hàng trăm quả pháo cối 120 ly, 82 ly của ta thi nhau trút xuống. Sau khoảng 10 phút, phát hiện địch lâm vào thế bất lợi, chống cự yếu dần, anh Hòa cho đại đội bắt đầu xung phong. Khoảng cách từ chỗ ta vào đến phum của địch chốt chỉ khoảng 200 mét, mà từ sáng đến giờ đã mấy lần xung phong, ta vẫn chưa chiếm được. Đang chạy, tôi thấy thằng Kiếm đầu đội mũ sắt nằm ôm khẩu B-41 đang trong tư thế bắn. Tôi cầm cần anten gõ mạnh một cái vào đầu nó, dục nó xung phong, nhưng nó vẫn nằm im. Tôi lật mũ lên thì ôi, nó đã hy sinh từ khi nào, máu chảy cả từ mồm, mũi và tai. Nhìn kỹ, tôi thấy một quả M79 đã nổ trúng mũ sắt của nó. Hoảng quá, tôi đặt kiếm xuống, miệng lầm rầm: mày tha lỗi và phù hộ cho tao nhé, Kiếm ơi. Đang đi với cánh bên trung đội 1, anh Hòa vẫy tôi lên chỗ anh. Tôi đang nhìn vào lượng khoảng cách để xem nên chạy nhanh hay nên trườn bò lên thì một quả pháo của địch nổ phía sau lưng tôi. Phía trên, anh Hòa vẫn vẫy tay ra hiệu tôi lên nhanh. Khi tàn khói pháo, tôi bảo thằng Tìm đang chạy trước chung bắn yểm trợ để tôi lên. Thằng Tìm vác AK chạy vào gốc một cây thốt nốt. Tôi chạy sau cách nó gần 10 mét, mắt đang nhìn vào ụ đất phía trước. Bỗng tôi thấy một vầng lửa nhoang lên. Nhìn thoáng, tôi thấy thằng Tìm ngã vật ra, chới với. Còn tôi, một cảm giác ớn lạnh loang khắp người, sau đó lại là cảm giác nóng ấm ở ngực. Tôi ngó xuống, thấy ngực mình toàn máu, máu trào ra, ướt cả hai túi áo. Tôi chơi vơi, mắt như có hàng ngàn ngôi sao xả xuống. Tôi nằm úp mặt xuống bờ đất và lịm dần. Trong ảo giác, tôi thấy thằng Trung vật ngửa tôi ra, xé áo, băng bó cho tôi. Và cũng từ đó, tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa. Sau 12 tiếng đồng hồ, tôi tỉnh lại, thấy mình đang ở trong chốt, nơi trước khi chúng tôi bắt đầu xuất phát. Đến khoảng 15 giờ chiều, một chiếc xe H-47 đưa hơn 10 đứa chúng tôi và 5 tử sĩ, trong đó có Tìm và Kiếm, về Tân Sơn Nhất. Chúng tôi được nhanh chóng đưa vào quân y viện 175. Lại một lần, thần chết chỉ mỉm cười mà bỏ qua tôi. Giờ đây tôi mới có may mắn được cùng các bạn từng chung hầm, chung chiến hào, chung chăn như Hoàng Xuân An, Khánh Râu, Mai Xuân Trung gặp mặt để nhớ lại một thời máu lửa của tuổi thanh xuân.
Làng Xanh, trận đánh không phai trong ký ức người lính tiểu đoàn 4. Bài viết của tác giả Lê Đình Quế. Trên bản đồ, Làng Xanh là một phum được tô màu xanh lá cây đậm. Còn trên thực tế, nhìn từ xa, phum này cũng nổi lên một màu xanh của cây lá. Dưới con mắt nhà binh, Làng Xanh ở một vị trí quan trọng trong hệ thống phòng ngự toàn tuyến. Do vậy ta và địch đều tập trung binh hỏa lực để quyết giữ chốt. Trong tuần đầu, ta và địch không ai giữ chốt được lâu. Địch đánh bật, ta chiếm chốt. Ngay sau đó ta lại tổ chức phản công chiếm lại chốt. Cứ thế, hai bên giằng co mãi, 2-3 lần như vậy. Để bảo vệ giữ được chốt khi chiếm được, trung đoàn cho bố trí một lượng mìn dày đặc và nhiều, bố trí từ xa đến gần. Sau một tháng nằm viện điều trị vết thương, trở về đơn vị, tôi thấy tình hình nơi đây giờ đã trở lại bình thường như tất cả các chốt tiền tiêu khác. Trên gương mặt anh em đã nở những nụ cười tin tưởng. Họ đang đánh trần, làm hầm tránh pháo. Thấy tôi về, anh em rất phấn khởi, tưởng tôi trở về vị trí cũ chiến đấu bên cạnh họ. Nhưng thực ra tôi nhớ anh em đồng đội, những người cùng tôi sống chết, nên tranh thủ về thăm. Trong thời gian một tháng tôi nằm viện, trung đoàn đã bố trí người khác về thay tôi. Đêm đó tôi quyết định ngủ lại chốt cùng anh em. Tôi và một đồng chí liên lạc nằm ngủ chung trong một căn hầm nổi chật hẹp. Chúng tôi phải nằm nghiêng mà không còn kẽ hở. Ngoài trời mưa to như trút nước, vì quá chật không mắc được màn, muỗi thì như trấu, nên cả hầm chúng tôi ai cũng trở thành mồi ngon cho muỗi. Lại nói đến muỗi ở chiến trường Campuchia, bộ đội ta ai đã từng ở và chiến đấu tại đây thì biết, không lời nào tả nổi. Chỉ biết rằng vào ban đêm, lấy bàn tay quơ qua trước mặt là có thể bốc được cả chục con. Nằm cả đêm mà tôi không sao ngủ được. Kỷ niệm về những ngày gian khổ chúng tôi sống chết với nhau cứ ùa về. Hôm sau tôi phải ra đơn vị để về đơn vị mới. Đêm đó địch không đánh vào chốt đại đội 3, nhưng cách đấy khoảng chưa đầy nửa cây số, chốt đại đội 7 bị địch dùng hỏa lực tập kích suốt cả đêm. Tiếng đại liên K57, súng 12 ly 7 và 14,5 ly của địch bắn suốt đêm không khi nào ngưng, thỉnh thoảng còn xen lẫn vào những phát DKZ-75 nổ xé tai. Căn hầm chúng tôi chốc chốc lại rung lên, đất rơi xuống rào rào. Thế nhưng tôi thấy trừ những anh em gác, còn lại ai cũng vẫn ngủ ngon lành. Tiếng súng trên chiến trường đối với cánh lính như là khúc nhạc đồng quê ru giấc ngủ vậy. Đêm đối với tôi sao dài quá, chờ mãi mà chẳng thấy trời sáng. Ngày 8 tháng 8 năm 1978 là một ngày không bao giờ phai mờ trong ký ức của bất cứ ai, nếu là cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 4, trung đoàn 270, sư đoàn 341. Không như ngày 23 tháng 12 năm 1977 và ngày 6 tháng 5 năm 1978 là những ngày mà đơn vị chúng tôi có những trận thắng oanh liệt, giòn giã, là niềm tự hào sung sướng của cán bộ chiến sĩ trung đoàn. Ngày 8 tháng 8 năm 1978 đã diễn ra một trận đánh không cân sức về quân số và lượng vũ khí giữa ta và địch. Trận đánh này đã cướp đi không biết bao nhiêu người bạn thân, người đồng đội đã cùng tôi chinh chiến từ những ngày đầu trong cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam thân yêu. Giờ đây nhắc lại trận đánh này là nhắc tới một nỗi đau vô bờ bến, nhưng không thể không nhắc đến. Đúng 1 giờ 45 phút ngày 8 tháng 8 năm 1978, sau 2 tiếng nổ kế tiếp của loạt DKZ-75, lập tức tất cả các cỡ súng của địch nổ dữ dội. Màn đêm yên tĩnh bị xé toạc bởi những âm thanh hỗn loạn, tạch tạch, ùng oang. Những làn đạn lửa sáng rực của súng 12 ly 7 của đại liên đan chéo nhau xen lẫn những cục lửa sáng rực to như bắp chuối của đạn DKZ-75 lao vun vút từ ngoài đồng vào các chốt của ta.
Nghe tiếng nổ đầu tiên, chúng tôi biết ngay là địch đang tổ chức một lực lượng lớn tấn công vào tuyến chốt của tiểu đoàn 4. Từ trong hầm chạy ra, tôi nép mình vào một gốc cây thốt nốt, mắt hướng về trận địa phòng ngự của tiểu đoàn để quan sát. Trời rất tối, nhưng vì đã quá quen thuộc nên tôi vẫn nhận ra vị trí trận địa chốt của từng đại đội trong tiểu đoàn một cách chính xác. Trên toàn bộ tuyến chốt đảm nhiệm khoảng 2000m, tiểu đoàn 4 bố trí đội hình theo hình chữ V. Đáy chữ V là tiểu đoàn bộ và đại đội 4 hỏa lực cối 82 ly. Bên phải tiểu đoàn bộ tiếp giáp với tiểu đoàn 5 là chốt tiền tiêu của đại đội 2. Bên trái của đại đội 2 là chốt của đại đội 1, nằm ngang sườn bên phải của tiểu đoàn bộ. Bên trái phía trước tiểu đoàn bộ là làng xanh, nơi chốt giữ của đại đội 3. Tiếp đến, bên trái phía trước cách khoảng 700m là chốt của đại đội 7. Đại đội của tiểu đoàn 5 phối thuộc với tiểu đoàn 4. Bên trái chốt của đại đội 7 là tuyến chốt của tiểu đoàn 9, trung đoàn 266. Từ vị trí tôi đứng có thể quan sát rất rõ diễn biến của trận đánh, thậm chí còn nắm được cả số lượng, vị trí đặt các khẩu súng DKZ và B40 của cả ta và địch. Khoảng 10 phút đầu, tiếng của các loại súng nổ rất dữ dội, các tiếng nổ liên tiếp nhau thành một tràng dài, không có khoảng cách. Lúc này viết ta hơi lúng túng, bị động nên bị hỏa lực địch áp đảo. Hỏa lực từ trong chốt của ta bắn ra ít hơn so với địch từ bên ngoài bắn vào. Cối của tiểu đoàn và trung đoàn cũng chưa kịp phản ứng. Ngồi quan sát, tôi rất lo lắng và đã có ý nghĩ sẽ bị mất chốt. Nhưng khoảng 10 phút sau, khi cối pháo ta kịp phản ứng thì tình thế lập tức chuyển biến. Lúc này hỏa lực địch có phần thưa hơn nên bộ đội ta đã triển khai được đội hình chiến đấu. Hỏa lực của ta nhanh chóng chiếm ưu thế trở lại. Đợt tấn công này, hướng chủ yếu của địch là nhắm vào chốt của đại đội 2 và đại đội 1. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, địch đã nhiều lần tấn công nhưng vẫn không tiến vào được gần công sự của ta. Thông thường như những lần trước, quân Pol Pot sau một đợt tập kích ồ ạt bằng hỏa lực, đánh phủ đầu mà không đạt kết quả thì sẽ rút ngay. Nhưng hôm đó lại khác, qua nhiều đợt tấn công liên tiếp, dù không vào được nhưng chúng vẫn không chịu rút. Tuy tiếng súng có thưa dần nhưng có hướng địch vẫn bí mật luồn vào. Bên ngoài, hỏa lực địch vẫn bắn vào chốt ta rất dữ dội. Trên hướng đại đội 3, đại đội 7, bộ binh địch chưa vào mà chỉ dùng hỏa lực của súng 12 ly 7 DKZ, cối 120 ly, cối 82 ly và cối 60 ly bắn chế áp và nghi binh. Có lẽ đại đội 3 và đại đội 7 là những chốt nhô lên phía trước. Lực lượng ta mạnh và ta bố trí mìn nhiều nên chúng không dám đánh vỗ mặt. Ý định của chúng là sau khi đánh chiếm đại đội 1, đại đội 2 thì sẽ bao vây, cô lập, tấn công đại đội 3 và đại đội 7 từ phía sau lên. Sau hơn 3 giờ kể từ khi nổ súng, trận đánh vẫn tiếp tục. Nhưng nhịp độ tấn công của địch có phần yếu hơn. Có lẽ địch đã gặp khó khăn về đạn hỏa lực. Tình hình trở lại bình thường như các hôm trước. Từ thời điểm này, địch đánh lai rai suốt đêm. Đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau, tiếng súng lại rộ lên đột ngột. Với kinh nghiệm nhiều năm trên chiến trường, chúng tôi phán đoán địch đã xốc lại lực lượng, tung quân dự bị và hỏa lực với mục đích lấy lại băng được chốt. Về phía ta, lúc này hỏa lực của tiểu đoàn đã gần hết đạn. Lác đác mới thấy một vài phát DKZ và B41 từ trong trận địa bắn ra. Súng 12 ly 7 thì còn 2 khẩu nhưng mức độ bắn cũng rất dè dặt. Trận địa cối 82 ly của đại đội 4 cũng gần hết đạn. Các loạt bắn lúc bây giờ cũng chỉ một vài quả là tối đa. Đạn phía sau chuyển lên không kịp vì bị pháo địch kiềm chế rất mạnh. Càng về trưa, tình thế phòng ngự của bộ đội ta càng trở nên gay go. Hướng đại đội 2, trong ban chỉ huy đại đội có đại đội trưởng và chính trị viên đều bị thương. 2/3 lực lượng trên chốt đều thương vong.
đạn hỏa lực hết, sức chống cự của ta yếu dần. Đến khoảng 8 giờ sáng, những người còn nguyên vẹn buộc phải bí mật mang theo thương binh rút lui, bỏ lại tử sĩ. Hướng đại đội 1, tình thế lúc này cũng rất khó khăn. Phía sau ban chỉ huy đại đội có một bộ phận địch luồn sâu bọc hậu, ta chống cự được khoảng 30 phút rồi cũng phải rút lui. Khi đằng sau bất ngờ mất chốt, thông tin bị mất, không kịp báo cho toàn đội hình của đại đội biết để rút quân. Do vậy, còn lại một tiểu đội gồm 7 người ở giữa vòng vây của địch, phải chiến đấu đến viên đạn cuối cùng rồi anh dũng hy sinh. Hướng đại đội 3, cả ngày và đêm ngày 8 tháng 8 năm 1978, địch bao vây và dùng hỏa lực bắn dữ dội. Bộ binh địch nhiều lần xông vào chốt nhưng đều bị ta đánh bật ra, nên chúng cũng chưa vào được làng xanh. Do chỉ huy tiểu đoàn 4, ngay từ sáng ngày 8 tháng 8 năm 1978 đã bị pháo trên xe M113 và DKZ-75 của địch bắn khống chế dữ dội. Trước tình thế này, toàn bộ anh em ở các bộ phận như quân lực, quân khí, quân nhu, liên lạc và anh nuôi đều phải cầm súng chiến đấu bảo vệ sở chỉ huy tiểu đoàn. Đồng chí Hồng quân lực và đồng chí quân khí đã anh dũng hy sinh. Ban chỉ huy tiểu đoàn lúc này chỉ còn đồng chí Nguyễn Thanh Hà, tiểu đoàn trưởng, là không bị thương. Đồng chí chính trị viên và đồng chí tiểu đoàn phó đều đã bị thương. Đài quan sát pháo binh của ta ở đây cũng phải rút ra. Trong một phạm vi bán kính chưa đầy 50 mét, chốt của tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 4 bị pháo địch bắn dữ dội, chìm ngập trong khói đạn 105 ly, cối 120 ly và DKZ-75. Những căn hầm nổi được đắp đất rất dày dặn công phu, nhưng cũng chỉ chịu được một thời gian nhất định. Về sau, nóc hầm nào cũng bị xới tung bởi những viên đạn xuyên từ xe M113 và DKZ-75 của địch bắn trực tiếp rất gần và chính xác. Đến 9 giờ sáng ngày 8 tháng 8 năm 1978, mạng thông tin hữu tuyến và vô tuyến chỉ còn liên lạc được với đại đội 3 và đại đội 7, còn lại bị mất liên lạc. Tình thế hết sức nguy ngập, trung đoàn phải cử một phó chủ nhiệm chính trị và một tham mưu phó trực tiếp xuống tiểu đoàn 4 để đốc chiến và phối hợp chỉ huy. Nhưng hai đồng chí cũng chỉ tới được đại đội 4, đại đội hỏa lực cối 82 ly của tiểu đoàn, mà không thể nào lên được tới sở chỉ huy của tiểu đoàn 4. Địch chiếm được chốt đại đội 1 và đại đội 2. Từ đây chúng đã phát hiện con đường tiếp tế của ta, nên tập trung hỏa lực bắn kiềm chế rất dữ dội. Ban chỉ huy tiểu đoàn 4 lúc này đã bị cô lập hoàn toàn. Lúc này dù có muốn cũng không thể rút được, nên bộ đội ta đành phải tử thủ. Địch cũng không dám xông vào chốt vì đang còn chốt của đại đội 3 ở phía trước bên trái bắn lướt sần sang. Đồng thời pháo của ta cũng bắn chi viện rất mãnh liệt. Ở đài quan sát pháo binh, tôi thấy họ làm việc rất khẩn trương, gọi bắn và sửa bắn liên tục. Lúc này pháo của ta bắn không hạn chế, cứ thấy vài ba tên địch tụ lại là pháo đã bắn. Đến 17 giờ 30 phút ngày 8 tháng 8 năm 1978, tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 4 cũng phải bí mật rút lui về đại đội 4. Vào thời điểm này, để giải vây, sư đoàn đã điều một đại đội của tiểu đoàn 9, trung đoàn 266 lên đóng chốt sau đại đội 3 khoảng 300 mét. Do mới vào, công sự hầm hào chưa có, nên chỉ sau 2 giờ địch phản kích dữ dội, bộ đội bị thương vong nhiều, tiểu đoàn này cũng phải lùi về sau. Lúc này trên tuyến chốt của tiểu đoàn 4 chỉ còn lại đại đội 3 và đại đội 7 của tiểu đoàn 5 nằm độc lập phía trước, nhưng chỉ có đại đội 3 là còn liên lạc được với trung đoàn. Sau khi tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 4 rút lui, địch từ cánh phải bắt đầu chiếm vị trí của tiểu đoàn bộ và từ đây làm bàn đạp tấn công đại đội 3. Để bảo vệ đường liên lạc về sau và đề phòng địch bọc hậu, ban chỉ huy đại đội 3
phải lui về chốt dọc tuyến đường về tiểu đoàn bộ. Nhưng khi bộ phận này bắt liên lạc với tiểu đoàn 9 thì mới biết không còn lực lượng nào của ta ở phía sau nữa. Trước nguy cơ bị chặn đường rút lui, ban chỉ huy đại đội 3 đã hội ý chấp nhoáng và quyết định cho đơn vị rút lui. Đúng 1 giờ sáng, lợi dụng đêm tối, đại đội 3 lùi ra một cách an toàn. Tuy có bị địch bắn vào đội hình nhưng không ai hy sinh, chỉ có 2 đồng chí bị thương nhẹ. Vừa về đến tiểu đoàn, đại đội 3 lại được giao nhiệm vụ quay lại chốt ở ngã tư để bảo vệ sườn phải và phía sau cho đại đội 7. Chấp hành mệnh lệnh, đơn vị phải đi dù đã một ngày chiến đấu liên tục, bộ đội không có hạt cơm nào vào bụng và vừa mới thoát vòng vây. Cán bộ chiến sĩ ai nấy đều mệt lử. Lên đó chốt thì công sự chưa có, địch lại đang liên tục nóng lên. Đến 7 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8 năm 1978, đại đội 3 cũng phải bỏ ngã tư để lui về sau. Như vậy đến thời điểm này, trên toàn bộ tuyến chốt của tiểu đoàn 4, duy nhất còn lại chốt của đại đội 7 thuộc tiểu đoàn 5 đi phối thuộc với tiểu đoàn 4 là vẫn còn bám trụ. Nhận thấy nguy cơ mất chốt của đại đội 7, trung đoàn đã nhanh chóng cho một số bộ phận của tiểu đoàn 5 nóng lên để chi viện cho đại đội 7. Nhưng cũng đã muộn, chốt của đại đội 7 lúc này đã bị bao vây hoàn toàn. 11 giờ trưa ngày 9 tháng 8 năm 1978, sở chỉ huy trung đoàn 270 nhận được báo cáo cuối cùng của đại đội 7 là trên chốt đạn đã hết, địch tràn ngập bao vây chốt tứ phía. Chỉ huy đại đội 7 đề nghị trung đoàn cho bắn pháo trực tiếp vào trận địa rồi hoàn toàn mất liên lạc. Vừa nghe xong, trung đoàn trưởng Nguyễn Thế Vân đã ngất ngay tại bàn chỉ huy, trong tay vẫn đang cầm tổ hợp. Kể từ đây không ai còn nắm được tình hình đại đội 7 nữa. Mãi tới tối 9 tháng 8 năm 1978 mới thấy đại đội trưởng đại đội 7 và một liên lạc thoát được bỏ ra, người đầy máu và bùn đất. Anh kể lại, chốt đại đội 7 bị vây kín bởi bộ binh và 6 xe thiết giáp M113 của địch. Thời điểm địch vào cách chốt 20m thì chính trị viên phó, đại đội phó và phần lớn anh em đã hy sinh hết. Quân số đại đội 7 ở chốt trước trận đánh là 45 đồng chí, nay chỉ còn 14, kể cả những đồng chí bị thương. Đánh nhau với địch từ trước đến nay, kể cả từ thời đánh Mỹ Ngụy, chúng tôi chưa bao giờ bị mất chốt và hy sinh nhiều như trận này. Làng Xanh với những trận chiến đấu bi hùng mãi in đậm trong ký ức của các đồng đội tiểu đoàn 4, trung đoàn 270. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.